Hội thi Tôi Yêu Khoa Học do Hội đồng đội Thành phố Hồ Chí Minh, báo Khăn Quàng Đỏ và đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford phối hợp tổ chức đã chính thức khai mạc tại trường Trung học cơ sở Âu Lạc, quận Tân Bình. Hội thi được tổ chức dành cho học sinh trung học cơ sở tại địa chỉ tôiyêukhoahoc.mucktim.com.vn và xoay quanh 5 nội dung kiến thức cơ bản về động vật, môi trường, vật lý, hóa học, sức khỏe, con người và vũ trụ. Ban tổ chức sẽ chọn 50 thí sinh có số điểm cao nhất và thời gian làm bài ngắn nhất để bước vào vòng chung kết. Hội thi trực tuyến Tôi Yêu Khoa Học được tổ chức không chỉ nhằm trang bị kiến thức khoa học mà còn khuyến khích cổ vũ niềm đam mê tìm hiểu, nghiên cứu khoa học của học sinh.